Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay với mong muốn được san sẻ yêu thương với các em nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số, suốt 14 năm vừa qua, Đoàn Thiện Nguyện Sưởi Ấm Bản Cao của cộng đồng Autofun đã ghé thăm nhiều nơi khó khăn, xa xôi, góp một phần sức lực để giúp các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các thầy cô có được môi trường học tập bớt gian nan hơn. Và năm nay, Ngọn Lửa Yêu Thương đã tiếp tục hành trình đến với các điểm trường tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Và đây cũng chính là năm đầu tiên chương trình đến với vùng núi ở miền Trung. Mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi những ảnh ý nghĩa sau đây. Ngay từ sớm, các thành viên trong câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam đã có mặt, xếp hàng hóa cẩn thận lên xe. Họ là những người sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển đồ hỗ trợ vào tận các bản vùng núi. Cư trú tại Hải Dương, anh Tải đã di chuyển lên Hà Nội từ tối hôm trước để kịp chuẩn bị tham gia cùng đoàn. Cảm thấy là những cái chương trình của Autofun nó rất chi là ý nghĩa với những bà con đồng bào. Ta là đi nhiều thì mới thấy rằng là cái cuộc sống, cái đời sống nó rất là khó khăn. Đến với thầy trò tại xã Tri Lễ là một hành trình đi qua những cung đường khó khăn nhất với đèo núi hiểm trở, lội suối băng rừng. Đây là một trong những địa phương khó khăn nhất cả nước, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mông. Cụm trường tiểu học Tri Lễ 4 với 5 lớp từ lớp 1 đến lớp 5 được mệnh danh là điểm trường 50. Không đường bê tông, không điện, không nước, không sóng điện thoại và điều đặc biệt cuối cùng là trường không có giáo viên nữ. Những bóng đèn trong lớp cũng chỉ sáng những ngày có nắng nhờ tấm pin năng lượng mặt trời được tài trợ từ nhiều năm trước. Bởi điều kiện là thời tiết nó quá khắc nghiệt, không thể một giáo viên nữ nào có thể bám trụ ở đấy. Và cho nên là từ 40 năm nay là toàn giáo viên nam bám trụ tại địa điểm trường này. Điểm trường mầm non Mường Lống bao năm nay phải học nhờ nhà văn hóa xã. Nay qua chương trình Sưởi Ấm Bản Cao, cô và trò cũng đã có phòng học riêng. Em cảm thấy rất là xúc động ạ. Các hoạt động của đoàn là rất là ý nghĩa, đã quan tâm và giúp đỡ các em trẻ nhỏ vùng cao. Với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng được quyên góp, bên cạnh xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất, các thành viên cộng đồng Autofun cũng đã trao tặng hơn 1.000 suất quà đến trẻ em tại Tri Lễ. Đúng theo như cái tên gọi Sưởi Ấm Bản Cao, thì có một chút gì đấy để động viên cho các thầy, cô, trò có thể vượt khó để thực hiện được những vụ dạy và học ở đây. Và đấy là tất cả cái ý nghĩa xuyên suốt của chương trình Sưởi Ấm Bản Cao qua hơn 10 năm nay chúng tôi làm. Nơi đâu có khó khăn, nơi ấy tấm lòng nhân ái sẽ được trao gửi. Và có lẽ sẽ không có điểm kết thúc cho hành trình thiện nguyện, bởi ngọn lửa yêu thương vẫn tiếp tục được nối dài để sưởi ấm những vùng cao còn khó khăn.